Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chính kinh ngày hôm nay ạ. Em xin giao mic lại cho chị. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Em giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Kim Nhung. Nam mô Bổn Sư Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, xuất hiện của Thích Kim Nhung cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dùng kính lễ với bà, với cô tu nữ Nhục Bình kính chào với anh chị em đạo hữu. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Cha con xin được phép đọc phần chánh văn ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2 tương ưng thiên tử. 1. La Mã phẩm thứ nhất, bài 3 La Mã Maga. 1. Tại sao quá thi? 2. Rồi thiên tử Ma Khá, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng tận dụng, Chê Ta Quá Đá đi đến Thế Tôn, sau khi đến, tạnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, thiên tử Ma Khá nói với Thế Tôn bài kệ. Ba, sắc vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một pháp loại gì Ngài tán đồng sát hại, Tôn giả Gotama. Bốn, Thế Tôn, sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với đập căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, này hiện giả thiên nhân. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến mát quá. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Linh Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức. Chào tất cả quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta học qua cái đoạn thứ ba
nói về cái vị chư thiên có tên là Ma Cá đã đến đảnh lễ và hỏi Đức Phật. Sau đó Đức Phật đã đáp lại cái thắc mắc, cái câu hỏi của thiên tử Ma Cá. Trước khi vào phần chia sẻ giảng giải về cái câu Phật ngôn, kính cung thỉnh Tư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh để bái tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là vô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong Tư Tôn Đức Pháp Thải Ca Ngang chúc tất cả quý tu nữ với Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bố Thầy Giá. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và bọt bài cái phần chánh kinh. Thì cái vị thiên tử Ma Cá này đó, có cái lời hỏi Đức Thế Tôn: xác vật gì được lạc, xác vật gì không sầu. Thì cái chữ xác đây đó, xác đây nó có nghĩa là xác trừ, xác trừ. Thì cái chữ xác nó có rất là nhiều ý nghĩa. Xác có nghĩa là giết cũng có, xác có nghĩa là trừ khử cũng có. Thành ra ở đây đó thì chúng ta hiểu là cái xác này là trừ khử hay là trừ tuyệt. Cho nên khi mà cái sân, cái sân sự phẫn nộ, nó là một cái loại lửa nhiệt não của phiền não. Thành ra đó, khi mà chúng ta có sự tu tập, có sự hiểu biết với trí tuệ, chúng ta kịp thời ngăn chặn, diệt trừ cái tâm sân hận, thì chúng ta sẽ được an vui. Giống như chúng ta phải đề phòng, đề phòng cái lửa ở xung quanh chúng ta. Nếu mà cái lửa mà nó vừa nhen nhóm lên đó, mà mình kịp thời mình dập tắt, mình không có để cho nó bùng phát, nó cháy lan tỏa ra, thì mình sẽ được an ổn. Cho nên là khi mà diệt trừ những cái phẫn nộ thì sẽ được an vui. Và cái phẫn nộ mà khi mà diệt trừ rồi thì nó không sầu. Và chính cái phẫn nộ đó, nó là cái gì? Nó là cái chất độc, nó là cái chất độc của cái phiền não, nó đem đến những cái điều tai hại. Cho nên đó là khi mà sân
Thì sao? Thì thân làm ác, khẩu nói ác. À, từ đâu? Từ cái ý suy nghĩ ác. À, cái ý suy nghĩ đã để mà trở thành sân ác tà kiến ác. À, từ cái suy nghĩ sân ác tà kiến ác này đó, thì mới tạo thành cái thân nghiệp khẩu nghiệp ác. À, cho nên là khi mà một cái vị đạt đến cái tầng thánh thứ ba, à, vị A-la-hán, thì xác tuyệt được là tham và sân. À, thì như vậy đó, thì cái vị này sẽ nếm được cái hương vị tối thượng, à, của cái sự giải thoát. À, cho nên là những cái vật bậc mà đã xác tuyệt được tham sân, à, mặc dù chưa đạt đến cái thánh đạo cao tột, nhưng mà vị này cũng đã trở thành bậc thánh hiền. À, vì những cái vị này đã nếm được, đạt được cái hương vị tối thượng của Niết Bàn. Rồi sát, tức là khi mà trừ tuyệt được cái những cái bất thiện pháp. À, bất thiện pháp là tham, là sân. À, từ vi tế, à, từ thô thiển đến vi tế. À, thì như vậy đó, thì nó sẽ đoạn trừ được những cái phiền não. À, à, cho nên đức cái lời giải đáp của Đức Thế Tôn là như vậy đó. À, thì chúng ta biết rằng trong những cái tâm bất thiện, à, 12 tâm bất thiện, thì trong đó nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân, dạy 2 tâm si. À, thì khi mà tham đó, nó là một cái loại phiền não, à, rất là tai hại. À, thì cái tâm, à, tâm sân thì có, nó chia ra làm hai. À, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ. À, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Thì cái người có tâm sân thì nó chia ra, ví dụ như những cái người mà dễ sân, cái người này hả, mà đụng chút tới là người này bực bội khó chịu, lời nói cử chỉ thô tháo, thì cái người này là sao, tánh quen nó sân, thiếu sự học hiểu, thiếu sự suy xét tế nhị. Mà chính vì cái tánh sân như vậy đó, quá khứ nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì những cái người mà quen cái nó sân này là thương đó, thương nhất gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng. Chính vì cái nhân từ quá khứ, cái nhân từ quá khứ nó đưa đến cái quả hiện tại. Đó, cái người này thường gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng. Rồi gì? Chính vì cái nhân quá khứ có quả hiện tại nè. Nếu mà chúng ta không có học hỏi, không có tìm hiểu thì tiếp tục tạo nữa. Tạo nữa thì khi mà gặp cái những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng á, là bắt đầu cái sân nó nổi lên nữa. Thì như vậy đó, nó sẽ đem đến những cái
điều tai hại trong cái ngày bị lai. À, cho nên là sao? Cho nên nhờ có cái sự học hỏi, tìm hiểu và thực hành, thì chúng ta sẽ biết để mà kịp thời ngăn trừ cái sự sân hận nó đang hình thành, nó đang sân khởi ở trong trong tâm của chúng ta. Thành ra đó, trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật mới có câu Phật ngôn, quý Phật dạy sao? Những người nào mà khéo điều phục tâm, kiềm chế ngăn ngừa, diệt trừ được cái tâm sân đó, thì giống như những cái người mà khéo điều khiển, khéo điều phục cái chiếc xe, nó chiếc xe mà nó đang xuống dốc, nếu mà mình không khéo, mình kiềm chế, không khéo để mà mình điều phục, để mà điều khiển nó đó, thì sao? Thì cái xe này nó lao xuống những cái nơi tai hại, có khi nó rơi xuống những cái hố sâu vực thẳm nguy hiểm nữa. Cho nên là khi mà chúng ta khéo điều phục tâm, kịp thời ngăn chặn, dập tắt được những cái tâm bất thiện phiền não, thì sẽ tránh được nhiều cái điều tai hại. Mà muốn thấy được cái sân nó đang sanh trong nội tâm chúng ta, thì chúng ta phải sao? Phải có cái trí tuệ, phải có cái sự hiểu biết, chánh niệm, tỉnh giác đầy đủ, luôn luôn phải quán sát, phải căn phòng cái tác ý, những cái suy nghĩ, những cái tác ý ở trong nội tâm chúng ta, kịp thời ngăn chặn liền. Khi mà có những cái tác ý, mình quán xét những cái tác ý này là thuộc về phiền não, sân hận, thì chúng ta sẽ kịp thời dập tắt, ngăn chặn liền. Đó, thì không để cho nó đem đến những cái lời nói hay là hành động sẽ gây tai hại, hậu quả, khổ đau. Đó, mà cái sân á, mà đâu phải là nó chỉ đi riêng một mình, nó là một nhóm, nó một nhóm trong các cái sở hữu bất thiện, thì cái trong cái sân thì nó dẫn đầu cho những cái sở hữu sân, thì sân tật lận hối nó đi chung một bọn với nhau. Đó, thì trong cái nhóm mà sở hữu sân đó, thì sân nó dẫn đầu, nó là cái gì? Nó là sự nóng nảy thô tháo, rồi cái thận sự nó là đốt nóng, cái nhiệt não trong cái thân tâm, rồi cái sở hữu tật, tức là gì, là ganh tị, tật đố, không muốn cho người khác hơn mình, không có thích cho người khác có được sự an ổn tốt đẹp hơn mình, rồi lạnh là keo kiệt, bỏng sẻn, không có muốn chi sớt một cái bất cứ một cái điều gì cho người khác, rồi hối, tức là lo âu, hối tiếc một cái trạng thái dao động của tâm, bực bội, khó chịu, nhớ, nó trạo hối, nó nhớ tưởng lại những cái việc ác mình đã lỡ phạm, hoặc là những cái thiện sự mà mình đã bỏ qua, mình không làm, thì đây là những cái
cái phiền não, à, có những lúc nó sanh ở trong cái nội tâm chúng ta, à, để mà nó gây những cái tác hại, à, hoặc là nó là những cái chướng ngại ở trên cái bước đường tu tập, cái sự thực hành, à, giáo pháp. À, cho nên là chúng ta cần phải học hỏi, tìm hiểu, à, và sao, à, phải luôn luôn phải, à, căn phòng cái nội tâm của mình cẩn thận, à, chứ nếu mà chúng ta, à, lơ là dễ vui thì những cái phiền não này đó, nó sẽ có cơ hội để mà nó sanh khởi ở trong tâm chúng ta, à, mà sanh khởi từ cái tham, à, do sự gì, mong cầu, mong muốn, à, muốn được cái này, muốn được cái khác, muốn đạt được điều này, à, muốn đạt được điều khác, à, muốn cái cảnh nó phải như thế này, à, đó. Mà khi mà những cái mong muốn này đó mà nó không đạt được thì sao, thì bực bội, khó chịu, à, đó. Cho nên á là cái sân này nè, không phải mà nó tự nhiên, à, mà nó phải có nguyên nhân, à, nhân từ nhiều đời nhiều kiếp, từ quá khứ, à, rồi nó trổ sanh trong hiện tại này. Nếu mà chúng ta không có kịp thời mà ngăn chặn, à, thì sao, nó càng ngày nó càng lớn mạnh, à, mà nó khi một khi mà nó lớn mạnh á, thì bắt đầu á là cái tiềm miên, à, cái tiềm miên, những cái tập này nó ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta, thì càng ngày nó càng tăng trưởng, à, nó càng tăng trưởng để mà những cái kiếp tương lai là giống như cái mà nói mà quen tánh, quen nó sân là nó như vậy đó, à, tức là nó bị hung đúc trong nhiều kiếp, à, cho nên cái kiếp hiện tại này đó, là cái người này là dễ sân, à, đụng tới là cái là nó cái sân nó có thể nó sành khởi, nó nổi lên liền, đó. Thì cái cách mà đối trị với cái tâm sân là chúng ta phải diệt trừ từ cái nhân chứ. À, bây giờ mình biết là cái sân này đó, là do cái nó gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, à, thành ra mình phải chuyển đổi, mình phải sửa đổi từ cái nội tâm chúng ta, à, ví dụ như bây giờ thời tiết nó nóng bức, à, nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự tu tập, chúng ta có cái sự chấp nhận, à, bây giờ cái mùa nắng này, cái thời tiết tháng giêng tháng hai này là cái mùa nắng là nó chuyện bình thường, à, đó, cái mùa tiết nó thay đổi, cái thời tiết, à, nó thay đổi như vậy là cái chuyện bình thường, à, thì như vậy đó thì nó không có bực bội, à, hoặc là cái tâm mình nó có sự so sánh, trời bữa nay nó nóng hơn nhận qua, à, à, đó, hôm qua nó cũng đỡ, bữa nay gì mà nóng quá vậy, à, đó, thì khi mà chúng ta có cái sự so sánh vậy đó, thì bắt đầu cái sân mình nó bực bội lên, nó không chấp nhận cái thay đổi của thời tiết, à, nó muốn
cái thời tiết phải như thế này, không được như thế kia. Đó, cho nên từ đó mà những cái phiền não nó sanh khởi. Thành ra khi mà chúng ta học hỏi tìm hiểu Phật pháp rồi đó, thì sao? Mình phải có cái thái độ chấp nhận những cái đối tượng nó đang sanh khởi. Mình đừng có phân tích, so sánh. Bữa nay nó nóng hơn hôm qua, bây giờ nó nóng hơn hồi nãy, hồi sáng nó ít nóng, mà bây giờ là 11, 12 giờ trưa rồi, bây giờ nó nóng nhiều. Thì cái đó là cái quy luật của tự nhiên. Cho nên mà khi mà mình có cái sự so sánh, rồi mình bực bội, mình không chấp nhận cái điều kiện thời tiết. Nhưng mà bây giờ khả năng mình không có thể làm gì được, mình không thể nào biểu cái thời tiết nó như thế này, không được như thế khác, thế kia thế nọ. Đó, thành ra mình thấy vậy, mình phải sửa đổi từ ở trong cái nội tâm mình. Khi mình chấp nhận điều kiện hoàn cảnh, thì mình sẽ diệt trừ được cái sân hận. Rồi mình gặp những cái đối tượng, có nhiều khi cái đối tượng tại vì cái tâm mình không chấp nhận, cho nên đó, dù là cái đối tượng nó tốt để chăng nữa đó, thì mình cũng không chấp nhận. Ví dụ cái nóng á, cái thời tiết nóng bức á, mình không chấp nhận cũng là phải đi. Nhưng mà có nhiều khi trời mưa mình cũng không chịu nữa. Tại sao? Tại vì mình á, trong cái giai đoạn này á, cái người này họ cần phơi lúa, nhưng mà bây giờ trời mưa, cho nên á là cái người này gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng, cũng nổi sân nữa. Đó, cho nên là cái để mà diệt trừ những cái phiền não trong nội tâm chúng ta thì bây giờ cái thời tiết tháng giêng tháng hai cái diện nóng nó là bình thường. Đôi khi cái mùa mưa thì cái chuyện mà trời mưa nó là bình thường của mùa tiết. Đó, thì khi mà chúng ta có cái thái độ chấp nhận các cái điều kiện hoàn cảnh ở xung quanh, thì chúng ta sẽ không có bực bội, không có khó chịu. Bây giờ ở thế gian này mà họ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, có những lúc những cái ồn ào ở xung quanh nó chuyện bình thường. Bây giờ mình đâu có làm gì được. Tới giờ là bắt đầu là đài phát thanh nó phát đi, mình đâu có, bây giờ mình có cản nó không được. Thì mình chỉ có chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh nó như vậy thôi. Bây giờ mình không có nuôi gà nuôi chó hết, nhưng mà xung quanh ta nuôi. Mà con gà tới giờ là nó gáy, con chó mà nó nghe rụt rịch gì nó sủa. Mà bây giờ mình không chấp nhận, mình bực bội, khó chịu, thì bây giờ nó thiệt kiếm một cái chỗ mà nó hoàn toàn mà yên tĩnh á, không có tiếng ồn là không có được. Thành ra là chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn của đối tượng, thì chúng ta sẽ tránh được cái tầm bực bội sân hận. Mình đừng bao giờ mình bắt buộc hoàn cảnh phải theo như ý mình, là không được. Mình phải chuyển đổi cái tâm của mình thích hợp
chấp nhận cái hoàn cảnh, cái điều kiện nó đang diễn ra. À, thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái tâm phẫn nộ, sân hận. À. Rồi quý vị thấy rằng đó, bây giờ ngay cả y học người ta cũng chứng minh được những cái người mà thường mà bị bực bội, sân hận cái nọ đó, thì sao những cái người này sẽ dễ mắc bệnh, những cái bệnh tim mạch, rồi trong nội tạng của người này đó, nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, tại vì khi mà cái sân hận nó sân khởi đó, thì sao nó nhiệt não. À, khi mà cái người mà sân lên đó, thì sao trong cơ thể nó nóng bực. À, nó nóng bực thì tất cả những cái gì, những cái mạch máu này, rồi những cái cơ quan nội tạng của chúng ta đó, nó bị thiêu đốt. À, đó. Rồi khi mà cái sân nó sân khởi lên là nó một cái loại phiền não. À, lúc đó mình bị mê mờ. À, thì sao mình hành động theo bản năng. À, chứ lúc đó mình không có hành động theo cái lý trí, không có trí tuệ. À, cho nên thì sao nó dẫn đến nhiều cái tai hại. À, cái chuyện nó đơn giản, không có gì mà nó sẽ đem đến cái án mạng không chừng. À, chỉ vì một điếu thuốc thôi. À, một điếu thuốc thôi. Anh này ảnh mới mua gói thuốc. À, thì cái anh bạn ấy, bạn bè thân với nhau mà. À, mày có thuốc không, mày cho tao không điếu. À, kéo đầu anh này bị đưa gói thuốc thì sao, thì anh này chơi cũng ấy, gói thuốc tao mới mua, hút có mới có một hai điếu, anh này nghĩ là bạn bè mà, đấy, anh lấy gói thuốc luôn. À, rồi bắt đầu lời qua tiếng lại, bắt đầu anh này nghĩ bạn bè thân thiết nhau mà, đãi qua đãi lại nó còn không tính toán, mà bây giờ có mấy điếu thuốc mà nó tính với mình. À, nổi sân lên rồi. À, vô tình cầm cái dao quất anh này một phát. À, rồi một người chết, một người bị kết án tù đài nhá. Ở thành ra đó, có những lúc mà cái sân hận nó sinh khởi lên đó, chúng ta không có kịp ngăn để hành động theo cái bản năng, bị sai sử bởi phiền não, thì sẽ đem đến cái hậu quả tai hại khổ đau khôn lường. Nè, đó, cho nên á, nếu mà khi mà chúng ta có cái sự quán sát thường xuyên, mình quán sát cái nội tâm mình, mình phản tỉnh, mình xem xét những cái tác ý, để kịp thời mà ngăn chặn nó, để ngăn ngừa những cái nhân xấu đem đến cái tai hại hậu quả khổ đau. Đó. Thành ra đó khi mà chúng ta kịp thời mà diệt trừ những cái sân hận, những cái phiền não tai hại là cái điều tốt đẹp. À, thành ra nếu mà mình sát hại những chúng sinh khác đó, thì nó đem đến cái hậu quả khổ đau, phạm giới, rồi
cái phải chịu cái quả khổ như thế này thế khác. Nhưng mà cái sát hại á, cái phiền não trong nội tâm mình á, thì nó đem đến cái lợi ích, chứ nó không có phạm, nó không có phạm tội hết. Khi mà mình bực bội, mình không kịp thời mình ngăn ngừa, ngăn chặn cái sân hận, đem đến cái sự sát sanh á, thì nó mới là tai hại. Còn nếu mà cái sân hận nó sanh khởi, mà mình kịp thời mình diệt trừ, mình dập tắt, đi đến cái sát tuyệt, trừ khử tận gốc rễ, thì cái điều này là cái điều mà lợi ích. Và chính cái điều này đó là cái điều mà chúng ta phải thực hành, đem đến cái sự tốt đẹp cho cái đời sống. Thành ra đó, khi mà cái sân hận mà nó sân khởi, mà mình kịp thời mình ngăn chặn, mình dập tắt, mình diệt trừ, thì mình sẽ đem đến cái lợi ích, cái vị ngọt. Đó, thí dụ như bây giờ một cái người mà đang sân hận, đó, nhưng mà mình kịp thời mình phản tỉnh, mình xem xét, mình biết bây giờ là cái phiền não tai hại nó đang sân khởi ở trong nội tâm mình, mình kịp thời mình ngăn chặn, không để nó sai khiến, để mình làm những cái điều tai hại, mình kịp thời ngăn chặn như vậy đó, thì cái vị này sẽ thấy được cái vị ngọt của cái pháp hành. Nếu mà mình không tìm hiểu, không học hỏi, thì mình đâu có biết. Đó, tại nó như thế này thế kia tôi mới bực bội khó chịu. Chứ bộ tôi khùng tự nhiên mà tôi bực bội. Đó, nhưng mà thay vì á mình nhìn ra bên ngoài, rồi mình không biện để mình bao che cho những cái phiền não, thì mình quay ngược lại, mình nhìn vào trong cái tâm của mình để mình thấy được những cái phiền não nó đang sanh khởi, nó sanh như thế nào, rồi nó diệt như thế nào, mình biết, thì kịp thời để mình diệt trừ nó. Hoặc là có những lúc khi mà cái trí tuệ của mình nó chưa mạnh, thì mình dùng cái suy tư chân chánh. Bây giờ cái người kia họ đang sân hận, họ quơ tay múa chân, lớn tiếng với mình vậy đó. Mình kịp thời mình xem xét, bây giờ họ đang sân hận, họ đang bị phiền não khống chế, bây giờ họ giống như cái người điên. Nếu mà bây giờ mình không có kịp thời mình ngăn chặn thì sao? Mình cũng bị cái phiền não đốt cháy. Thì các ngài trưởng lão nói sao? Giống như ở bên kia đó, cái nhà bên kia nó cháy, rồi cái lửa bên đó nó lan qua bên mình, cái nhà mình cũng bị đốt cháy luôn. Thành ra khi mà chúng ta có sự nỗ lực tu tập, có trí tuệ, khi mà cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình đủ mạnh á, thì mình mới có thể mà kịp thời mình ngăn trừ được. Nhưng mà nó cũng rất là khó cho cái trong cái đời sống phàm nhân chúng ta đó, bởi vì á cái phiền não nó còn mạnh hơn. Có đôi lúc đó, bình thường đó, thì mình cũng hiểu biết vậy đó. Rồi có những lúc đó, thì gặp những cái đối tượng mà phiền não nó yếu hơn đó, thì mình có thể mình khắc chế, mình diệt trừ nó được. Nhưng mà đó, có
có đôi lúc mình dễ vui. À, rồi cái phiền não đâu phải nó tấn công từ một phía đâu. À, nó tấn công từ nhiều phía. À, đó. Thì có lúc là nó tấn công bằng những cái âm thanh. À, những cái âm thanh trái ý nghịch lòng. Rồi có những lúc là nó tấn công là khi mà mình ốm đau. À, có những lúc là nó tác động đến cái tâm nội tâm của chúng ta. À, nó nhiều phía vậy đó. À, mà mình còn phàm nhân mà mình chống đỡ, à, không nổi trước cái phiền não. À, để mình thấy được cái gì, mình thấy được cái sự tu tập của mình, à, cái khả năng để mà mình đấu trị với cái phiền não được chưa. À, nếu mà nó quật mình ngã, à, mình bị thua, à, thì sao? Bây giờ rút kinh nghiệm lại, à, mai mốt mình sẽ cố gắng là nỗ lực nhiều hơn, không? Mới đầu là nó tấn công mình bằng cái một phía, bằng cái âm thanh thôi. À, thì mình cũng còn có thể vượt qua được. À, nhưng mà cùng lúc mà nào là đau đớn bệnh tật nó đang khởi ra rồi á, là bị những cái âm thanh nó khó chịu hai ba phía, à, nó tấn công mình, thì lúc đó làm sao cái tâm nhân mình nó chưa đủ sức. À, thì bắt đầu mình có cái phản kháng lại. À, nhưng mà biết, à, thôi bây giờ mình bị nó quất, mình té ngã rồi. À, bây giờ mình bị nó đốt rồi. Nhưng mà mai mốt mình phải cẩn thận hơn. À, để trong cái đời sống mình ráng. Chứ không phải ai thì cũng vậy thôi. À, đó. Các cái đạo quả là phải có một cái sự nỗ lực kiên trì tu tập, không? Đó, nhưng mà khi mà mình biết được, à, mình biết được cái tai hại của sân hận, thì chúng ta sẽ cố gắng, à, rồi sao mình phải phát triển cái tâm từ, à, mình ngăn chặn cái phiền não rồi, nhưng mà mình phải phát triển tâm từ, à, bằng cái suy tư chân chánh. À, rồi mới biết là, à, bây giờ á, sân hận bực bội là những cái chất độc. À, mà khi mà cái chất độc mình đem vô trong tâm, trong thân mình á, thì nó sẽ gây cái điều tai hại. Thành ra đó, mình sao? Bây giờ trước khi mà mình phát triển tâm từ với những người khác đó, thì phát triển tâm từ với chính mình. À, nhớ, à, mình giảm thiểu cái sân hận thì cái chất độc nó sẽ không có xâm nhập, à, trong thân, trong tâm mình. À, bây giờ mình ngăn chặn cái lửa, à, bằng cái gì? Bằng cái sự mát mẻ, à, giống như nước để mà chữa những cái đám cháy. À, thì khi mà mình chuẩn bị mình hàng ngày mình hành cái pháp mà rải tâm từ, à, mình tha thứ, à, cho người khác, à, mình cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được tốt đẹp an vui, à, đó, thì hàng ngày giống như mình chuẩn bị cái nguồn nước mát, à, để mà mình kịp thời mình ngăn chặn. À, mình thấy được cái tai hại của sân hận, à, mình thấy được cái lợi ích khi mà chúng ta, à, thực hành cái tâm từ, à, đối với bản thân chính mình, à, đối với những người xung quanh, à, thì như vậy đó, thì như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp, không? Đó, thành ra đó. Ra khi mà chúng ta mà có trí tuệ, có hiểu biết, có sự nỗ lực tu tập thực hành, à, luôn luôn phản tỉnh quán sát,
chúng ta thấy được, thấy được cái sân nó đang sạch, là cũng tốt rồi. Tại sao? Tại vì những cái hạng phàm nhân á, thì sao? Thì bởi vì họ không có học, không có hiểu, rồi cái sân cái sanh khởi họ đâu biết đâu. Rồi mình nhiều khi cứ nói trời ơi sao mà bây giờ càng tu tôi thấy cái tâm tôi sao mà nó tham quá, nó sân quá. Nhưng mà mình thấy được tham nó đang sanh khởi, mình thấy được sân nó đang sanh khởi, thì như vậy gì? Cái si mê của mình á, nó đã giảm thiểu rồi đó. Không? Còn mình tham, mình cũng biết mình tham, mình sân mình cũng biết mình sân, thì lúc đó là coi như cái si mê, cái vô minh nó quá mạnh này. Mình không nhận thức, mình không phân biệt được cái điều nào là tốt đẹp, cái điều nào là cần phải tránh xa. Còn bây giờ mình thấy được, trời ơi, cái tầm rùi gì chứ, nó cũng còn tham lắm, nó còn sân dữ lắm, để mà mình kịp thời mình diệt trừ, mình tu tập, mình ngăn chặn nó, thì cái đó là đem đến cái lợi ích. Thì chúng ta phải diệt trừ những cái phiền não ngay trong cái đời sống hiện tại, bằng cái sự nỗ lực học tập, hiểu biết về cái Phật pháp, rồi phải có cái sự thực hành, luôn luôn quan sát cái nội tâm của chúng ta, không có dễ vui buông lung, rồi mình phải có cái sự chấp nhận đối với các cái điều kiện hoàn cảnh ở xung quanh, để mà diệt trừ những cái sạch thận, cái sạch khởi. Thì đó là những cái phương pháp, những cái lời dạy ở trong kinh điển của Đức Phật cũng như các cái bậc trưởng lão. Qua sư tìm hiểu thì sư cũng có chút ít những cái kinh nghiệm hiểu biết để chia sẻ với quý vị trong cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy, để quý vị hiểu rõ hơn, để áp dụng thực hành trong đời sống. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Thì cái sân này chắc là trong phàm nhân chúng ta thì ai cũng có, ai cũng từng bị nó quật ngã, té lên té xuống, từng cũng bị sầu bi khổ u não nó hành hạ. Trong cái đề tài hôm nay thì nó rất là thực tế trong cái đời sống của mỗi chúng ta. Thì quý vị có thể nêu lên những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết của mình, để cùng nhau trao đổi, để hiểu biết hơn, để chúng ta có thể kịp thời ngăn ngừa, vượt qua những cái chướng ngại phiền não và khổ đau, để dập tắt những cái độc hại của phiền não, để đem đến một cái đời sống tốt đẹp an vui. Và xin cung thỉnh về tôn đức như mà tất cả quý vị cùng thảo luận. Nam mô Bụt Thầy giá. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tri Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con biết thân biết phận, con lên không cầu hồi chị Nhật Huỳnh cũng lại mời. Dạ, nhưng mà mở hà
hàng. Dạ em kính mời chị Nhật Huỳnh mở hàng được không ạ? Chị Nhật Huỳnh, em kính mời chị nha. Dạ xin mời quý vị giơ tay có ý kiến, mình nhờ kính thỉnh sư Pháp Thanh giảng giải ạ. Dạ bài học hôm nay giống như sư nói là rất là thực tế. Dạ kính mời quý vị ạ. Dạ xin mời bàn tay quý vị ạ. Dạ em kính chư ơn. Dạ xa thủ kính cảm ơn Kim Nhung. Dạ xa thủ đành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát, tạm dừng trạch nước ở tỉnh Thất Ma Thiện Hữu ạ. Nhật Bình đã thấy câu hỏi của Sistina rồi. Dạ, Tina, để cho sư dùng miếng nước nha. Dạ, để sư dùng miếng nước nghỉ ngơi chút xíu. Dạ, còn kéo dài thời gian cho sư nghỉ chút xíu ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, dạ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và Nhật Bình kính chào vì anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ lâu lắm rồi mới thấy Như Quang vào đạo tràng, cũng như cũng lâu lắm rồi mới cái thấy Nít buông bỏ vào đạo tràng. Dạ nếu buông bỏ thấy có nhiều ý kiến rất là hay, nếu mà buông bỏ có thể cho những câu hỏi để đạo tràng cùng nhau học hỏi trong cái bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh nè. Dạ con xin hết lời cái bài của cái câu hỏi của Sistina. Dạ Tina có hỏi thưa sư, hướng dẫn cách hành thiền tâm từ trong lúc ngồi và trong sinh hoạt hàng ngày. Dạ sư đã trở lại đạo tràng chưa bạch sư? Sư dùng nước xong chưa? Sư trở lại đạo tràng chưa? Sư cho con một tín hiệu. Dạ sa thú lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng dạy câu hỏi của Sistina để cho chúng con được học theo ạ. Dạ con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Thầy giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Thì khi mà chúng ta hành thiền về tâm từ đó, thì trước hết đó, như hàng ngày mà quý vị sau khi mà chúng ta tụng kinh rồi gì đó, mình tập cái sự thực hành rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, trong đó là có chính bản thân mình nữa, rồi đến những cái thân bằng quyến thuộc xung quanh mình, đó thì sao mình cầu mong cho mình được khỏe mạnh an vui, mình cầu mong cho những người thân trong gia đình mình, cha mẹ anh chị em chồng vợ gì đó, những người thân của mình cầu mong cho tất cả đều được khỏe mạnh an vui, để gì, để mình phát triển cái tâm từ, mà chính mình á mình phải an vui trước, thì mình mới hướng cái tâm an vui mát mẻ này
đến những cái người khác. À, quý vị để ý đi, có sáng mà khi mà mình thức dậy đó, à, mà nếu mà mình thấy được cái tâm mình đó, nó an tịnh, nó mát mẻ đó, thì sao? Thì mình thấy cái gì, những cái người mà xung quanh mình đó, cũng nó cũng mát mẻ đó. Mà trong khi mà cái tâm mình mà nó bực bội một cái vấn đề nào đó, ha, thì á, mình dễ cáu, à, gắt với những cái người xung quanh. À, rồi có nhiều khi á, là có những người á, là vì mình có cái quyền lực, à, giả dụ là mình là làm chồng làm cha ở trong một gia đình, à, trong xí nghiệp cơ quan mình là ông giám đốc, à, ở đầu mình cũng có cái chút về cái ngã mạn, cái ỷ vào cái quyền thế của mình, à, rồi bắt đầu mình sai sử, mình chỉ ra lệnh, rồi mình chỉ biểu những người khác phải làm như thế này, phải làm như thế kia, à, mà nhiều khi người ta làm mà không có hợp ý mình á, sái ý một chút là mình bực bội, mình sân hận, quát tháo, mình la lối, nghe không? Đó. Thành ra đó mình phải sửa đổi từ cái đó, à, mình phải biết tha thứ, à, khi mà mình tha thứ cho người khác đó, là mình cũng tha thứ cho chính mình, à, mình còn phàm nhân mà, mình cũng lỗi lầm đầy rẫy đủ thứ đó. Nhưng mà cái tâm mình nó chạy ra bên ngoài, à, nó chạy ra bên ngoài, nó không có nhìn ngược lại trong tâm, à, nó thấy lỗi lầm của người khác thôi mà, chứ không thấy lỗi lầm của mình, à, cho nên đó, là có những cái khóa thiền, à, có những khóa thiền thì trước khi mà vô cái khóa thiền ấy, là cái buổi ngày đầu tiên ấy, là thực hành cái thiền tâm từ, tức là đầu tiên hết ấy, là mình phải tha thứ cho chính mình, à, tha thứ cho người khác, rồi tha thứ cho chính mình, à, vì vô minh lầm lạc, à, mình đã làm, à, tổn hại khổ đau cho những chúng sanh khác, ha, thì bây giờ mình sẵn sàng mình xả bỏ với những cái lỗi lầm của người khác, à, rồi mình cũng xin người khác á, à, vì vô minh lầm lạc những người khác cũng gây tổn hại, à, khổ đau tôi, à, thì bây giờ mình cũng xả bỏ hết những cái khổ đau, những cái điều quan trái đó, à, để chi? Để cho cái tâm mình nó được an ổn, à, đó. Thành ra mình phải thực hành cái như vậy, à, mình xả bỏ những cái quan trái của người khác họ gây cho mình, và mình cũng cầu mong, à, những người khác cũng xả bỏ những cái lỗi lầm mà mình đã lỡ phạm, mình gây khổ đau tổn hại cho người khác, à, rồi khi mà mình thực hành cái tâm từ á, tại sao mình thấy những chúng sanh khác nó đang khổ đau, à, mình thấy mình thương xót, nghe không? Khi mà một cái người mà họ đang bệnh hoạn, họ bị cái sự hành hạ của bệnh tật, à, họ đang sống trong cái bần cùng khốn khó, à, mình cảm thấy mình tội nghiệp cho họ, à, họ đang bị những cái nhiệt não của phiền não đang thiêu đốt, à, mình thấy mình thương xót cho họ, à, rồi sao? À, mình nguyện là mình không có làm bất cứ cái lời nói, cái hành động gì
để gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác. Thì cái tâm từ nó trái trái ngược với cái sân hận. Cái sân hận đó là muốn gây tổn hại khổ đau cho những chúng sanh khác. Đó, còn cái tâm từ ngược lại, không có gây cái khổ đau tổn hại cho bất cứ một chúng sanh nào. Thì như vậy đó thì mình sẽ phát triển rồi. Mình phải có tâm từ với chính mình. Mình biết những cái nào nó là chất độc. Tham sân nó là gì? Nó là độc. Nó gây tổn hại khổ đau cho chính mình. Thì khi mà mình biết nó là cái chất độc thì tại sao mà mình phải đem vô trong trong thân trong tâm mình? Đó, cho nên đó là mình ngăn ngừa. Rồi mình luôn luôn mình quán xét giờ trong cái nội tâm của chúng ta. Hàng ngày á, trong đời sống như vậy, những cái tác ý nào nó sanh khởi, mình kịp thời mình quán xét phản tỉnh liền. Tại sao mà nó bực bội? Cái nhân bực bội này từ đâu? Rồi thì mình mới bắt đầu mình mới quán xét về cái tai hại của sân. Cái sân này thì nó sẽ đem đến những cái nhân xấu, nó đưa đến cái quả khổ đau. Mình cần phải tránh nó. Cho nên đó là khi mà chúng ta thực hành cái tâm mát mẻ với chính mình, với những người thân xung quanh mình, rồi đối với những chúng sanh mà họ có cái sự quan trái với chúng ta nữa đó, thì chúng ta triển cái tâm từ mỗi ngày, rồi luôn luôn mình trong lúc mình tu tập cũng vậy. Có những lúc những cái cảm thọ khổ đau nó sanh khởi lên, nó làm cho mình bực bội sân hận. Trời ơi, tưởng đâu ngồi thiền là nó hạnh phúc an lạc, gì đâu mà ngồi gì đâu mà nó tê, nó đau, nó nhức, đủ thứ chuyện hết. Thấy không? Cái tâm mình nó bực bội thì mình phải nhìn thấy cái tâm bực bội khó chịu này. Nó muốn là cái an lạc hạnh phúc, chứ không phải cái đau cái tê cái nhức. Nhưng mà mình á, mình phải quán sát, mình thấy cái hiện tượng pháp nó luôn luôn là nó thay đổi, nó sanh nó diệt. Hồi nãy á, mình ngồi á, nó chưa có tê là do máu huyết nó lưu thông điều hòa. Mình ngồi một thời gian á, do cái tư thế nó tắc nghẽn, bây giờ cái đau cái tê nó diễn ra. Thì sao? Các cái cảm thọ, các cái trạng thái trong thân là nó luôn luôn là nó thay đổi. Đó, để mình hiểu biết được cái tâm của mình. Cho đến khi nào mà mình thấy là cái sự kham nhẫn, cái sự kham nhẫn trước cái đau cái tê này nè, mình không thể kham nhẫn được nữa, hiểu đâu mình có thể mình thay đổi. Thành ra đó, mình quán xét về cái tâm, quán xét về cảm thọ, rồi mình có thể mình thay đổi để mình dùng cái cảm thọ khổ này làm cái đề mục để quán sát. Hồi nãy mình bây giờ nãy giờ hồi mới vô mình ngồi nó chưa có tê, chưa có đau, chưa nhức. Nhưng mà bây giờ nó đau thì mình thấy bây giờ cái sự kham nhẫn mình nó đến đây nè,
Bây giờ mình phải cần phải thay đổi. À, thì bắt đầu mình từ từ mình thay đổi để mình thấy được cái cảm thọ nó sẽ thay đổi. Nào, mình đang tê đó, chỉ cần mình nhích chút xíu. À, nhích chút xíu thôi là bắt đầu có thể cái mạch máu lưu thông trở lại, thì bắt đầu cái tê cái đau cũng nhất này nó từ từ nó giảm nè, không? Rồi hồi nãy trước cái tê cái đau cũng nhất này nè, cái tâm mình nó bực bội, à nó khó chịu, à bây giờ khi mà vừa thay đổi rồi là cái trạng thái tê nhất này nó lắng dịu, nó diệt mất, thì cái sao cái tâm mà bực bội khó chịu nó cũng diệt mất. Nó thành ra mình thấy cái thân nó ảnh hưởng đến tâm, tâm nó ảnh hưởng đến thân. À đó, rồi từ đó mà mình quan sát để mình thấy, à, để mình kịp thời những cái lúc mà cái tâm sân nó sanh khởi trong cái đời sống, mình kịp thời mình quan sát mình thấy được để mình ngăn ngừa, à để mình ngăn chặn những cái phiền não nó sinh khởi. À thì luôn luôn, à hàng ngày Đức Phật dạy mình phải căn phòng cái tác ý, cái ý căn của mình là như vậy đó. À đó, mình mong muốn cho tất cả chúng sanh được an lạc, à mình mong muốn cho thân bằng quyến thuộc mình được an vui, tránh khỏi những khổ đau. À đó, thì chính bản thân mình á, mình phải mong muốn cho mình trước. À giống như bây giờ á, quý vị muốn san sẻ với thân bằng quyến thuộc với người khác, quý vị phải có trước. À mình phải có cái mát mẻ, mình phải có cái sự an lạc, à mình mới chia sẻ hoặc hướng đến những người khác. À, thành ra đó, thành ra mình phải tập mình phát triển cái tâm tư của chính mình. Rồi mà muốn phát triển cái tâm tư thì mình phải thấy được cái sân hận nó sân khởi để kịp thời ngăn chặn. À thì á, khi mà cái sân á, càng ngày nó càng yếu đi, à nó càng yếu đi á, thì cái tâm từ mình mới phát triển càng ngày càng mạnh được. À thì cái đầu tiên, tại vì mình thấy cái tốt đẹp của mọi người, à mình tha thứ tất cả những cái lỗi lầm, à của chúng sanh, những cái người khác đã gây tổn hại khổ đau cho mình, rồi mình cũng cầu mong những người khác á, cũng xả bỏ những cái lỗi lầm, những điều quan trái của họ đối với mình. À, rồi mình phát triển cái tâm từ chính trong thân, trong tâm chúng ta. À, rồi mình hồi hướng đến tất cả chúng sanh, à, không phân biệt là thân quen, à không có phân biệt là người thân cả lạ. À hằng ngày mình hướng đến như vậy, à thì lần hồi mình sẽ phát triển cái tâm từ của mình cho được tốt đẹp mạnh mẽ. À thì xin giải thích cái thắc mắc của Tina, và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó mô tha giá. À, thì có những lúc á là ở đời á, cái đó là cái mà họ thử thách cái lòng kham nhẫn, à cái tâm từ của mình á. À nhiều khi á mình kham nhẫn để mà mình tu tập cái tâm từ á, có nhiều lúc họ nói là mình sợ, à họ càng lấn tới. Thì có những lúc á, thì bây giờ á,
đến cái chừng mực nào đó thì mình cũng phải lên tiếng, mình nói cho người ta biết. À, ở đời rất khổ vậy đó. À, mà có đôi lúc đó, mình nhẫn nhịn thì bắt đầu họ thấy nó chắc mình dễ ăn hiếp lắm. À, họ cứ lấn tới. À, mà nếu bây giờ mình phản ứng lại á, à, thì bắt đầu cũng bị họ nói, à, trời ơi, tu hành giữ đến thế này thế khác. À, đó. Nhưng mà người ta đâu biết mình ráng hết sức, mình nhẫn nhịn, nhưng mà nó được nước nó lấn tới hoài. À, thành ra có đôi lúc á, mình cũng phải phản ứng lại, nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi. À, mình cũng nói cho người ta biết. À, tôi á, tại vì cái sự tu tập của tôi nhẫn nhịn, à, chứ không phải là tôi sợ. Tôi đủ sức để mà đối đáp, à, đủ sức để ấy, nhưng mà vì á, tôi có sự cố gắng và nhẫn nhịn tu tập để phát triển cái từ tâm, cho nên mà tôi không có muốn gây quan trái. À, à, thì ở đời á, có nhiều lúc là nói như vậy, mà mình phải thấy là cái gì, cái đó chính là cái sự thử thách. À, cái thử thách của mình với sao biết không, có nhiều lúc á, mình do mình tự đặt cái hạn lượng. À, thôi, à hồi đó là tôi chưa có tu, tôi chưa có biết, tôi định một chuyện thôi. À, tới chuyện thứ hai là tôi phản ứng lại. À, ha, rồi giờ thôi tôi ráng nhịn một chuyện, hai chuyện, ba chuyện, chuyện thứ tư mà ấy là tôi phản ứng trở lại. Đó, nhưng mà thôi kệ, mình bây giờ mình là người tu rồi, giờ mình nhịn được ba chuyện, giờ mình thôi ráng nhịn thêm được một chuyện nữa cho được bốn chuyện. À, thì như vậy á, mình phát triển cái hạnh mà tham nhẫn, để mình phát triển cái tâm từ. À, thì như vậy á, thì mình sẽ tránh được. Còn bây giờ á, cũng do mình, nhiều khi mình cái suy nghĩ, cái trí tuệ mình nó còn yếu. À, thành ra mình tham nhẫn, mình chịu đựng một hai chuyện, tới chuyện thứ ba là mình phản ứng trở lại. À, cho nên mình biết thôi bây giờ kệ, ráng đi. À, ráng tu tập. À, khi mà mình phản ứng lại thì bắt đầu á, là cái giống như là cái sự tham nhẫn chịu đựng của mình á, là nó không có đạt được kết quả. Đấy không? Đó, thành ra ở đời á có nhiều lúc, à, mình cái tu tập á, mình phải chịu thử thách. À, phải bị người khác họ thử thách đủ thứ chuyện á. À, đó. Nhưng mà biết để cái đó chính là cái để mà cái thước đo, để cái cho mình thấy được cái sự tu tập của mình nó có tiến bộ hay là không tiến bộ. À, để mình biết, à, để mình mà cố gắng nỗ lực nhiều hơn. À, để mình thấy được hồi đó mình chưa có tu tập, à, thì nó như thế nào. À, bây giờ qua thời gian tu tập đó thì như thế nào. À, rồi nếu mà mình đã lâm dấp, à, thì mình phải cố gắng để vượt qua, à, trong những cái ngày sắp tới, thấy không? Đó. Thành ra đó, cái lỗi lầm đó, thì ai cũng có. À, ai cũng phải phạm thôi. Phạm nhân thì mình không thể nào mình tránh khỏi. Nhưng mà đó, à, lần sau á, thì mình sẽ cố gắng hơn. À, bây giờ á, đường trơn, mình cũng cẩn thận dữ lắm rồi chứ, nhưng mà cũng bị trật ngã. Thấy không? Giờ trật ngã không lẽ mình cứ ngồi đó mình buồn rầu, mình chán nản hoài. Giờ mình phải đứng lên. À, mình đứng lên mình thấy được cái tại sao mình bị trật ngã. À, một là cái
cái sình bùng nó quá trơn. Mình không có khéo. Bây giờ mình lỡ trật ngã rồi, té ngã rồi, giờ mình đứng lên, mình đi tiếp. Nhưng mà lần sau á, mình đến những cái chỗ mà có sình nhiều như vậy đó, mình phải cẩn thận nhiều hơn, kỹ hơn, cái bước của mình nó cẩn thận như thế nào đó, để mà mình tránh, mình đừng có bị trật ngã nữa. Thì như vậy á, mình sẽ an ổn hơn. Chứ luôn luôn là thế nào á, là cái phiền não mình mới tu một hai năm, vài ba năm, nhưng mà cái phiền não ở trong nội tâm mình á, rồi cái quan trái mà mình đã gây rất là nhiều, thấy không? Thành ra bây giờ á, là cái lúc cái quả nó xanh rồi, nó đến. Thì khả năng chịu đựng kham nhẫn của mình á, mà bây giờ chịu đựng không nổi, thì mình thấy là cái sự tu tập của mình còn non yếu. Mình ráng cố gắng phát triển tu tập nhiều hơn. Cầu nguyện và nguyện nó có cái sự khác nhau hả? Chúng ta có hai cái mà mình hay lẫn lộn. Ví dụ á, cái cầu nguyện là nó có sự mong cầu. Ví dụ như bây giờ á, một cái người mà nó đi chùa, đem mua nải chuối lại đem vô cúng Phật, rồi họ cầu nguyện đủ thứ. Cầu nguyện cho con á, làm ăn là phát đạt, mua mai bán đắt, cầu nguyện cho mấy đứa con nó đi thi á, nó đạt được điểm cao, nó đậu, cầu nguyện ở trong gia đình con là tránh khỏi bệnh tật thế này thế khác, đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó là cái tâm gì? Tâm phiền não mong cầu, nó khác. Còn cái nguyện ở đây là cái chí nguyện, chí nguyện mình hướng về những cái điều lành, điều thiện. Bây giờ mình nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui, mình nguyện cho mình được an vui, rồi nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui. Thì cái này để mà mình phát triển cái tâm từ của mình, thấy không? Đó. Chứ mình không có cầu. Bởi vì cái nhân mình đã gieo, bây giờ cái quả nó sẽ đến. Nhưng mà cái nguyện của mình để từ nay thì sao? Để mà mình ngăn ngừa, mình đừng có tổn hại, khổ đau cho chúng sanh khác. Mình nguyện cho mình được an vui mà tại sao mình nguyện cho mình an vui mà mình đi tổn hại chúng sanh khác? Cho nên mình nguyện cho mình được an vui, nguyện cho tất cả chúng sanh khác được an vui, thì mình phải tránh những cái lỗi lầm gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác. Đó, thành ra cái nguyện nó là cái chí hướng để mà mình thực hành hành pháp, những cái lợi ích tốt đẹp, thực hành về cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đó. Còn một cái nguyện á là gì? Dính mắc cái lợi lộc, cái chấp thủ. Sao mình không nguyện cho mấy người khác họ được mạnh khỏe, an vui, mà cũng nguyện cho mấy người khác họ thi đậu, mà cũng nguyện cho mấy người khác họ mà buôn bán hạnh đạt, giàu sang, tốt đẹp, mà mình cứ nguyện cho những cái người bà con thân bằng quyến thuộc của mình không? Thành ra cái cầu nguyện
cầu nguyện giang giái là gì? Là cái mình phải từ bỏ, cái đó là nó dính mắc. Còn cái mà cái nguyện mà cái chí hướng để mình đạt được cái sự tốt đẹp, mình nguyện là những cái do những cái phước báo trong cái đời sống hiện tại này, những cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp này, nguyện cho những cái phước này đó, nó hỗ trợ trong ngày vị lai để mà mình gặp được Phật pháp, để mình tu tập đi đến nơi giải thoát, không? Đó chứ không phải mà do cái nhân bố thí tu tập giữ giới hành thiền này tái sanh về cõi trời, gặp được tái sanh về những cái cảnh giới nhân loại thì có địa vị, có tài sản, thế này thế khác, thì cái đó là cái gì, cái cầu nguyện. Còn mà mình nguyện là cái chí hướng để nó dẫn dắt mình thực hành cái giáo pháp, thì hai cái nó khác nhau, mình phải hiểu biết như vậy, không có lẫn lộn. Xin giải thích cái thắc mắc của Tina. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy Christina đã kính tri ân lời ngài giảng dạy rồi. Cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cũng thỉnh thương dùng nước bạch sư để con đọc câu hỏi của Sích Trần Phụng. Dạ, bạch sư cho con hỏi, người Phật tử khi có đám ma không được lại người chết, vì lại vậy thì sẽ đức tam quy phải không thưa sư? Dạ, con thấy câu hỏi của Trần Phụng đó bạch sư, con cũng nhớ lúc trước con cũng nghe được quý sư dạy là khi mình đi đám tang mà người đó chỉ là mình đi vì xã giao gì đó thì mình không có nên lại cái người mất đó. Và con cũng thấy là lúc con còn ở Việt Nam, con có đi những cái đám tang của những người Phật tử Nam truyền, thì con thấy trong cái đám tang đó người ta để cái hình tượng Phật ở cái hòm, dạ, ở trên cái hòm. Thì con hỏi tại sao, thì người ta nói nếu mà mình có những người mà người ta vào người ta lại đó, nếu mình thì giống như để cho người ta lại Phật. Dạ, nhưng mà con nhớ là câu hỏi của Trần Phụng đó, tại con muốn kéo dài cho sư nghĩ một chút xíu đó bạch sư. Dạ, nãy giờ sư cầm mít cũng lâu rồi. Dạ, thì con có phải là quý sư dạy là chỉ mình lại, ví dụ như ân cha, ân mẹ, ân thầy tổ, khi mà cái vị đó mất thì mình lại, không phải mình lại cái nhục thân đó, mà mình lại cái ân, ân cha, ân mẹ, ân thầy tổ, người đã có ân với mình. Dạ, có phải như vậy không bạch sư? Và câu hỏi của Trần cũng thì nếu mình lại người chết thì có bị tâm quy hay không? Dạ, bây giờ thì con nghĩ chắc sư đã uống được nước rồi, sư đã dùng được nước rồi. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sanh Thầy giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Khi mà chúng ta mà đã quy tam bảo rồi đó, thì chúng ta chỉ đảnh lễ, đảnh lễ tam bảo Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báo và cao thượng ở trong thế gian này. Thì ngoài tam bảo á, thì
thì chúng ta chỉ đảnh lễ những cái người mà có công ơn lớn lao với mình, như là cha mẹ nha, cha mẹ mình trong cái thời mà còn hiện tiền, hay là hoặc thầy tổ nha. Đó, cho nên là chúng hiểu biết như vậy. Còn nếu mà có đôi lúc mà do mình quên nha, mình lỡ trong những cái đám tang mình đảnh lễ thì mình bị đứt tam quy nha. Thành ra đó, cái mình khéo, cái mình khéo tắc ý là bây giờ á, theo cái truyền thống của thế gian, mình đi đám tang thì mình phải phải lại nha. Nhưng mà nếu mà mình khéo tắc ý chút thì cái tâm mình á, cái đối tượng ở bên ngoài nó là cái gì mình cũng cần biết, nhưng mà trong tâm mình á, mình niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, mình đảnh lễ, nhưng mà trong tâm mình á, niệm Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá, thì khi mà với cái người phàm nhân bên ngoài á, thì họ cũng thấy mình lại, họ không có bắt bẻ. Còn trong tâm mình cũng vẫn đảnh lễ Tam Bảo, thì như vậy đó thì mình không có bị đứt tam quy, thì mình chỉ cần khéo tác ý chút thôi, mà mình dung hòa được cái pháp thế gian, và mình không bị quy. Cho nên á, hồi lúc mà sư ở trên Bình Long á, thì cũng có nhiều khi á, các cái chùa Bắc Tông họ mời mình đến dự lễ. Nhiều khi mấy thầy thì cũng có cái sự tôn trọng mình. Bây giờ người ta niệm hương, người ta cũng mời thỉnh mình lên đứng niệm hương. Bây giờ nếu mà mình từ chối á, mình không có lên mà đứng niệm hương với ta, thì ta nói mình phân biệt cái này thế khác, thấy không? Bây giờ thôi, thì mấy ông thầy mới mời mình thì mình cũng lên. Nhưng mà mấy ổng niệm gì đó không niệm, trong tâm mình cứ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá, mấy ông đọc gì đó mình đọc trong tâm mình, thì mình cứ chú tâm mình nguyện vô nhiều đó, rồi mấy ông lại mình cũng lại, nhưng mà mình không có lại cái tượng Phật ở trên đó. Trong tâm mình hướng đến cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng á. Còn cái đối tượng, cái tượng ở trên đó là mình không có thấy. Thì như vậy á, mình khéo tắt ý vậy thì mình không có gặp mà cái khó xử, rồi mình cũng không có phải bị đứt tam quy. Thành ra chỉ cần mình khéo tắt ý một chút mà mình dung hòa được như vậy. Còn nếu mà mình không biết mà mình lại thấy là mình bị đứt, không phải gì ở những cái đám tang không, mà khi mà đi đến những cái đền miếu đền kia nọ đó, mà mình lại là mình cũng bị đứt tam quy. Cho nên là cái người Phật tử mà sau khi đã thọ trì tam quy rồi đó, thì chúng ta chỉ đảnh lễ Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Ngoài ra thì những cái bậc hữu ân, ông bà cha mẹ thầy tổ, còn hiện tiền thì mình đảnh lễ những cái người đó, thì không có đức tam quy.
Còn nếu mà mình lỡ mà quên đi, mình không khéo tác ý trong những cái đám tang vô tình người ta rủ rê mình đi vô đền miếu rồi kia nọ đó, thì mình lỡ mình đảnh lễ đại đồ gì đó thì mình phải phải thọ tam quy ngũ giới lại. Thành ra trong các cái cuộc lễ trai tăng nào đó, để làm cho cái tam quy với ngũ giới của mình nó trong sạch trở lại á, thành ra trước khi mà mình làm những cái cuộc phước thí thì chư tăng thường thường á trùng tiên nhắc nhở để quý vị thọ tam quy ngũ giới trở lại. Nhưng mà mình cũng không có nên mà dễ vui nghĩ ơi không sao đâu, đức tam quy mình xin lại chứ không có gì, thì cũng không nên mà dễ vui như vậy. Mình phải ráng và mình khéo tác ý để mình dung hòa giữa đạo và đời, để người ta không nói mình là cái người chấp thủ thế này thế khác, không? Đó, rồi mình cũng làm cái bổn phận nhưng mà mình không có bị đức tam quy. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của Trần Hữu và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Tát Giá. Dạ, Nam mô Bổn Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, tiếp theo câu hỏi của cô Trần Phụng. Thì con có một cái câu hỏi như thế này. Dạ bạch sư, con có nghe một vị sư nói là nếu như trường hợp cô Nhật Quỳnh nói là có cái một cái đám tang nào đó để cái tượng Phật ở trên cái quan tài để cho những người đi dự đám tang vừa lại Phật rồi lại luôn cái quan tài đó xác nhục thân của cái người mất đó. Thì con có nghe một vị sư nói là nếu mà mình làm như vậy thì cái người lại, người ta lại vừa lại Phật mà lại luôn cái người chết, thì như vậy cái người chết bị tổn phước. Con nghe như vậy không biết có đúng không? Xin sư giảng giải cho con. Và một điều nữa là như hồi nãy sư nói là nếu mình đức tam quy thì mình phải xin lại, mà con có nghe nói là xin lại thì phải xin lại cái người vị sư mà truyền giới cho mình, truyền tam quy ngũ giới cho mình, hay là như con bây giờ cái người truyền cho con ở xa lắm rồi, con không có thể tiếp xúc được, thì nếu con không có vị sư nào truyền giới trở lại cho con thì con có thể ngồi trước bàn Phật và con xin giới hàng ngày như vậy đó, có được hay không? Dạ xin sư giảng giải cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn sư. Nam mô Bổn Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì có nhiều cái là do tự người ta suy luận, người ta tưởng rồi người ta giải thích. Cái sự thật ra đó, khi mà mình lại đó là như hồi nãy sư nói đó, bây giờ á người ta để cái hình ảnh Đức Phật ở trên cái đầu cái quan tài đó, thì mình lại Phật, mình đánh lễ Nam mô Bổn Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, mình lại thì mình chỉ suy tưởng đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thôi, chứ mình đừng nghĩ là lại cái người chết. Còn mà mình nghĩ mà vừa lại Phật mà lại cái người chết luôn á
là cái đó là tại vì mình không khéo tác ý thôi đó. Đó, để cái hình ảnh Đức Phật đó, ở trên đó, để mình khéo tác ý nhìn vô cái ảnh Phật mình lại là lại tam bảo à, tượng trưng à. Chứ mình đừng có nghĩ là vừa lại này là lại cả tam bảo mà lại cái người chết nữa à. Còn cái chuyện mà mình họ nói mà lại cái người chết là cái người tổn giảm à, cái tâm thức họ đi tái sanh ở cảnh giới khác rồi, họ còn ở đó đâu mà biết mà tổn giảm là không tổn giảm à. Người ta nói theo cái tưởng, cái suy luận của người ta thôi à. Rồi còn bây giờ đó à, khi mà một cái vị sư ấy, mà đọc những cái câu để mà mình thọ tam quy ngũ giới, quý vị nhớ rằng đó, cái vị sư mà truyền giới này á, là đại diện cho tăng để truyền tam quy ngũ giới, chứ không phải là mình thọ. Quý vị nhớ mà ha, con à, hết lòng thành kính xin quy Phật, con hết lòng thành kính xin quy Pháp à, con hết lòng thành kính xin quy tăng à, chứ không phải con hết lòng thành kính quy y với sư A hay sư B à. Nhưng mà đó mình á, cái tâm mình á cứ nghĩ cái vị này cho mình quy y là mình là đệ tử của cái vị này à. Nhưng mà sự thật ra hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài nhắc, ngài nói sư á là đại diện cho tăng để truyền tam quy ngũ giới à. Cho nên mình quy y đây là quy với chư tăng à, chứ phải à, chỉ bây giờ tôi quy với cái vị sư A, vị sư B, vị đại đức này, đại đức nọ, vị thượng tọa này, thượng tọa nọ, vị hòa thượng này, hòa thượng nọ đó, là tôi là đệ tử của ông đó thôi à, tôi chỉ nghe lời ông đó thôi, tôi mấy vị khác là tôi không có nghe, là không phải à, mình phải hiểu vậy đó. Đó, quy đây là quy tăng, cái vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức à, thậm chí cái vị sa di đi chăng nữa đó, là cũng đại diện cho cái chư tăng để mà truyền cho mình à. Rồi trong trường hợp mà ở những cái trú xứ mà không có chư tăng à, hoặc là những cái người mà bị ốm đau bệnh tật, giờ họ không thể đi đến chùa đâu được à, nhưng mà bây giờ á mình muốn mà để cái tâm mình hướng về tam bảo à, à thì nếu mà cái ngày Bát Quan Trai Giới à, mà bây giờ cái điều kiện của mình nó ở cái trú xứ không thể nào mà có một cái vị chư tăng à, một vị sư nào á để mà truyền tam quy ngũ giới cho mình á, thì mình trước cái kim thân Đức Phật, cái hình ảnh Đức Thế Tôn, rồi mình hướng về tam bảo, mình thọ trì tam quy ngũ giới, Bát Quan Trai Giới thì cũng được à. Còn nếu mà có điều kiện à, thì mình nên đi đến chùa à, để gì, để có những cái đối tượng cao cả để mình đặt cái niềm tin à, thì cái niềm tin mình nó vững vàng hơn à, vậy đó à. Chứ còn bây giờ ở những cái trú xứ mà giờ là không có hình bóng chư tăng à, không có chùa chiền à, thì bây giờ không lẽ vì vậy mà mình không có nhắc nhở mình thọ tam quy ngũ giới hay Bát Quan Trai Giới à, nó là à, mình
hướng về Tam Bảo, rồi mình tự nguyện à, xin gìn giữ tam quy ngũ giới hay là tam quy bát quan trai giới cũng được. À, còn nếu có thể đi đến à, chùa gặp chư tăng à, thì chúng ta nên đi đến chùa để mà có những cái đối tượng cao cả để niềm tin mình nó vững vàng hơn. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Meta. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân sư. Nhưng mà con có thêm một câu hỏi nhỏ này nữa. Dạ, trường hợp mỗi ngày con quỳ trước bàn Phật, con đọc lễ bái Tam Bảo, rồi con tự xin giới, hoặc là mỗi ngày con lên cái chùa trên trời này đó, thì con được quý sư cũng đã truyền giới, thì như vậy có đúng pháp hay không, hay là trường hợp mà con bị đứt một cái giới nào đó thì con tự xin lại trước bàn Phật có được không, hay là con phải đi nhờ một vị sư nào, hay là đi đến chùa để xin giới lại? Dạ, xin sư giảng giải cho con. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Thì như nãy sư nói, trong cái điều kiện mà mình không có đi đến chùa được, không gặp được chư tăng, nhưng mà bây giờ á, có những lúc mình lên trên mạng vậy à, thì nó cũng cũng có thể mình tác ý để mà mình xin giới lại cũng được đó. Ăn thua là do cái khéo tác ý của mình à. Nếu mà bây giờ á à, qua cái được truyền à, nhưng mà cái tâm mình hướng về Tam Bảo à, thì nó cũng có được cái sự tốt đẹp, không à. Còn á, còn trường hợp mà thí dụ như á, có điều kiện thì mình đến chùa như hồi nãy sư nói. Còn mà cái trường hợp mà không thể nào có à, thì qua cái đường truyền internet này nè à, thì mình quy cũng được à, đó. Thành ra đó, ta nói sao à, tâm tích Phật, lòng thành có Phật, Phật tích tâm, Phật ở tại tâm à, do cái khéo tác ý trong tâm mình à, còn cái đối tượng hình ảnh bên ngoài đó nó là một phần thôi à. Với những cái người mà sơ cơ à, cái niềm tin nó chưa vững vàng thì phải có một cái nơi trang nghiêm, rồi có hình ảnh à, của Đức Phật, có hình ảnh của chư tăng à, để mà chúng ta đặt cái niềm tin à. Còn đối với những cái người mà người ta có cái sự tu tập, cái niềm tin người ta nó cũng khá vững vàng rồi đó, thì người ta khởi lên cái tác ý, cái niềm tin hướng về Tam Bảo, rồi người ta tự nguyện thì cũng được à, chứ không phải là bắt buộc nhất thiết à. Cái nữa là bây giờ mình cái phước báo của cái giới này là nhờ mình thực hành à, nhờ mình thực hành cái pháp là không có gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác, mà nó đem đến cái lợi ích, cái phước báo à. Còn nếu vô tình à, mình lỡ phạm thì mình sám hối rồi mình xin giới lại à, mình xin nhớ lại cái sám hối đây đó là để
để gì? Để mình biết cái đó là cái lỗi lầm, à, để ngăn ngừa từ đây về sau, à, mình đừng có phạm những cái giới đó nữa. À, thành ra đó, cái sám hối là bày tỏ ra để mình thấy, mình phân biệt được cái nào là lỗi để mình tránh. À, và từ nay mình tự nguyện mình tránh xa những cái lỗi lầm đó. À, thành ra đó, thì khi mà chúng ta thọ giới, à, rồi trong một ngày mình quán sát lại, à, coi trong ngày nay mình có lỡ mình phạm cái giới nào hay không, à, rồi nếu mà mình lỡ phạm thì mình sám hối, à, sám hối để mà mình, à, ngăn ngừa trong những cái ngày sắp tới, à, à, để mình tránh, à, mình có cái khéo tác ý hơn để mình tránh xa những cái lỗi lầm này, à, không có để những cái lỗi lầm này nó xảy ra, à, nó lặp đi lặp lại như vậy nữa đó, để mà mình, à, hoàn chỉnh tốt đẹp hơn, à, cái giới hạnh của mình. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô mấy ta. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó mùa của ta giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con kính tri ân sư rất nhiều. Dạ, bây giờ thì mấy ta trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư đã trả lời các câu hỏi của các bạn đạo như Tina, Trần Phụng, chị Mitta. Dạ, cũng từ các câu hỏi đó thì riêng bản thân con cũng rút ra được những bài học cho chính mình. Dạ, con rất tri ân sư. Dạ, thưa sư, con có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ như vậy là khi mà mình sống với người mà dễ sân đó sư, tức là người mà như sư giảng là người có cái những cái căn sân trong quá khứ, rồi do gặp cảnh không có được hài lòng, thì đó là những người dễ sân. Mặc dù mình cũng đã kềm chế, mình cũng học hỏi, nhưng mà cái tính sân của người ta nó vẫn cứ bốc lên, thì mình cũng đã kềm chế, nhưng mà vì mình còn người phàm, do đó cái mức độ mình kềm chế nó cũng vừa phải thôi. Nhưng mà từ đó nó làm cho cái tâm mình nó mệt mỏi, nó ngao ngán. Và mình cũng có cái ý định là mình sẽ không có, nếu mà sau này mình làm người thì mình cũng không muốn dính mắc vô mấy cái chuyện này, nó làm cho mình phiền não quá. Thì cái đó mặc dù nó là cái tâm tham, nhưng mà có phải nó là một cái chút xíu nào là cái chủng tử để cho mình xuất ly vào những đời sau, xuất ly gia đình và những cái đời kế sau sau nữa không thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư trả lời giúp con. Dạ, con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thật sự là trong cái đời sống là những cái điều kiện xung quanh đó, nó cũng tác động, nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập, à, cái nội tâm của chúng ta rất là nhiều. À, thành ra những cái vị hành giả khi mà muốn mà phát triển cái chánh niệm trí tuệ thì phải tránh xa những cái người mà thất niệm. À, mình muốn tu tập, à, mình muốn phát triển tâm từ thì mình cần phải né tránh, à, những cái người mà cái tâm thô tháo, sân hận. À, đó, tại vì sao? Tại vì á, giống như cái mình mới trồng cái cây xuống. À, bây giờ mình mới trồng một cái cây, mới đặt cái cây xuống trồng,
Mà bây giờ mà trước mà phong ba bão táp nó quá mạnh á, thì cái cây này nó cứ bị lay động hoài à, thì làm sao mà cái cây nó phát triển cái bộ rễ được à, thì có những lúc mình cũng phải tránh né à, để mà mình phát triển cái trí tuệ của mình ha. Nhưng mà đó đâu phải mình tránh né mà được à. Thành ra đó, chính Bồ Tát á, trong một cái kiếp đó à, Bồ Tát cũng có cái chí nguyện à, tại vì ngài đã trốn vô trong rừng rồi à, ngài đã từ bỏ hết tất cả tài sản hết bằng quyến thuộc à, đi vô rừng ngài sống. Nhưng mà sao rồi á, rồi họ cũng đi theo, họ cũng xuất gia nhưng mà họ không chịu tu, rồi tối ngày họ cũng cãi giả, rồi cũng làm sùm sùm riết, rồi ngài chịu hết nổi rồi à, ngài phải bỏ cái khu rừng đó, ngày nửa đêm á ngài lội một cái đoạn cái sông xa đó, để đi qua cái hòn đảo bên kia. Ngài sống một mình à, ngài sống một mình đó, cho nên là lúc đó là vua trời Đế Thích xuống à, mới hỏi thì ngài mới nói á, là do cái phước báo mà tu tập này kể từ nay á, đừng có thấy người ngu, đừng có gần người ngu, đừng có nghe người ngu đó, chứ ngài không cần gì hết á. Đó, thành ra khi mà mình tu tập á, mà mình gần những cái người mà thiếu cái sự tu tập à, cái tâm họ thô tháo thế này thế khác à, nó cũng bị ảnh hưởng à, cái tác động đối với những cái người mà mới tu tập à, đó. Còn nếu mà đối với những cái vị mà cái tâm đã vững vàng rồi á, thì ta đâu có ảnh hưởng gì đâu, thấy không? Đó, đối với những cái vị mà đã là vị thánh thánh hữu học à, hay là các cái vị mà cao thượng như thánh lậu tận, thì bây giờ các ngài là cái tâm của các ngài nó bất động rồi à. Trong Pháp Cú Kinh Phật nói cho ví như tảng đá kiên trì à, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xoay à, khi mà cái tâm của người ta tất cả những cái phiền não à, nó đã diệt trừ rồi à, thì bây giờ những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó không có chi phối được à, còn lúc đầu á, cái tâm mình còn non yếu, mình cần phải né tránh à, mà phải né tránh để mà đoạn trừ à, thì nếu mà không có né tránh ở ngoài cảnh được á, thì phải quay lại mình nhìn trong cái nội tâm mình à, coi cái tâm mình á, trước đối tượng mình có bực bội, mình có sân hận, mình có khó chịu không à, nếu mà mình thấy được cái tâm mình nó đang bực bội, đang khó chịu với cái đối tượng bên ngoài, thì mình nhìn lại cái tâm mình. Mình đừng có nhìn ra ngoài à, mà mình nhìn vô trong cái tâm bực bội khó chịu của mình á à, mình quan sát cái cảm thọ nó như thế nào, rồi các cái diễn biến của cái tâm trạng của mình lúc đó nó ra sao à, đó. Nhưng mà nếu mà mình quay lại mình nhìn chính mình á, mình nhìn vào cái tâm phiền não của chính mình nhìn những cái cảm thọ khi mà phiền não nó sanh khởi à, thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có cái kinh nghiệm tu tập à, về mà quán sát tâm à, quán sát những cảm thọ như thế nào à, thì lúc đó để mà mình à, quay lại nhìn chính mình không có nhìn ra ngoài đối tượng nữa, mình không có chạy ra bên ngoài mà mình quay lại
mình nhìn trong thân, trong tâm chúng ta. Thì như vậy thì đòi hỏi cái vị hành giả phải có một cái mức độ tu tập và kinh nghiệm cũng phải vững vàng. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, thấy thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Dạ, bây giờ xin mời cô Kim Nhung sám hối. Rồi sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ, giới phước báo học pháp, thảo luận Phật pháp. Kính dâng phần phước này đến các bậc tôn túc trưởng lão, nhất là ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Lạc, ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự, cùng chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài tái sanh những cảnh giới an vui. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang an, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin mời cô Kim Nhung nhóm mô bút tài giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay và trả lời các câu hỏi của Phật tử chúng con ạ. Dạ bài học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yo khalito do so butho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang vithang varang thamme yo khalito do so thammo khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du bit ho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con tròn phước báu trong ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Awatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa bhutanu vavena sana sothi pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammanu vavena sana sothi pavantu te awatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sanghanu vavena sana sothi pavantu te. Tất cả phước bao hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người do nhờ quả đức của chư Phật, cho nhờ quay đức của giáo pháp, cho nhờ quay đức của chư tăng, các sự lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo
cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy.